Xin lỗi các bạn, vì vĩ mã áo đỏ mà anh Trung đang nông nổi này. Cũng may là anh Trung không có nặng lắm. Trời ơi, vậy còn chưa nặng nữa hả? Con Châu có sao không? Trời ơi. Trung có sao không? Xin lỗi. Trời ơi, trả lời tôi đi, có sao không? Anh Trung đang đau. Bà cầm cái tay, bà lắc. Xin lỗi Trung ơi. Tại mình lo. Ủa, mà anh từ đâu tới đây? Vì học trên Sài Gòn, nhưng mà chưa kiếm được việc làm, đang định về đây để kinh doanh. Ừ vậy đi, anh cứ kiếm gì anh kinh doanh đi, tụi này sẽ ủng hộ anh hết mình. Ê, nói nghe nè, bà chở cũng về cho ông nghỉ đi. Còn Lan thì sao? Tôi hả? Tôi đi bộ về. Tôi đi Lan, bộ. Để anh chở em về. Đi. Cẩn thận nghe. Đúng rồi, nhẹ nhẹ thôi nha. Dính cho chắc nghe. Đây. Đi. Trung ăn gì mà nặng dữ? Cái gì vậy trời? Sao Nhân bỏ thương mình ở đây vậy? Cũng vì em đừng suy nghĩ. Dù
là nhọc nhằn không hề chi, và anh sẽ không bao giờ lùi bước dù khó khăn, và anh sẽ không bao giờ, không bao giờ anh bỏ em, và anh sẽ không bao giờ, không bao giờ anh bỏ tay. Cho em luôn ấm êm, anh không nói ra vì nói ra em buồn hơn. Hãy hiểu cho anh cũng yêu, anh cũng buồn. Là đàn ông anh phải lo lắng cho em. Đừng buồn đừng hờn anh mà em, và hãy cho để chứng minh anh cần em. Anh sẽ cố gắng, anh làm tất cả cũng vì em. Em đừng suy nghĩ, dù là nhọc nhằn không hề chi, và anh sẽ không bao giờ lùi bước dù khó khăn, và anh sẽ không bao giờ, không bao giờ anh bỏ em, và anh sẽ không bao giờ anh bỏ tay. Đừng buồn đừng hờn anh mà em, và hãy cho anh thời gian để chứng minh anh cần em. Anh sẽ cố gắng, anh làm tất cả cũng vì em. Em đừng suy nghĩ, dù là nhọc nhằn không hề chi, và anh sẽ không bao giờ lùi bước dù khó khăn, và anh sẽ không bao giờ